Ford Ranger XLS đã về đến showroom của đại lý Ford Thành Xuân. Hiện tại chiếc xe này cực hot và vừa đến bên đại lý của chúng tôi. Mời các bạn đón xem Ranger XLS 2019 phiên bản màu xanh thiên thanh. Được thiết kế thưởng thiết kế mới thì là rất là hầm hố, thể thao và khỏe khoắn về các bạn. Cũng là răng hốc gió này, thân xe này bậc lên xuống này, xin nhan thì trên hốc gió, trên gương không có. Ranger XLS AT màu xanh thiên thanh được trang bị ngay cả nắp thùng rồi. Đèn nắp thùng thấp. Đây phần đuôi xe. Vâng, thưa các bạn, chúng ta cùng khám phá về phần nội thất của xe. Hàng ghế bên phụ này, ghế lái này, điều khiển, điều hòa, điều chỉnh âm lượng, tích hợp điện thoại. Đây là vô lăng này, các đồng hồ, kính tự động, lên xuống kính tự động, chìa khóa. Các bạn nhìn cái chìa khóa này quen quen không ạ? Một chìa điện và một chìa cơ. Chìa khóa này trang bị để giống cái chìa khóa của bạn đã quay check cũ phải không ạ? Vâng, cảm ơn các bạn.